changed from the moment I met you, and it would never be the same. It felt like I knew that I always loved you from the moment I heard your name. Say for it at this point, we got back on your charm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
On the table, set my keys by the door. All these fortune and fables, I don't think they need us no more. In my head like a blitzkrieg, on my heart like a war. Coming back for your heart now, this one ain't mine anymore. Well, you wear by yourself, dressed like an angel in white underwear. Can you be like a drone, straight from a song that I've known all along? Can you take the islands just pulling apart the way as I fall into your arms, tearing up roses as daylight approaches, just hoping to be what you want. Hold me up with your bare hands, like some pillar guide on this road that you wander, burning like some bottle rocket. Let me fight for your honor, raise a wall for your truth, build it up like a fortress, wave the flag. Chúc mừng quý vị cho em. Và tới giờ phút này, chúng tôi không để quý vị phải chờ lâu thêm nữa. Xin phép được mượn những tràng pháo tay của quý vị để chương trình lễ ăn hỏi cho hai em Hồng Ngân và Duy Quân xin phép được bắt đầu. Xin một tràng pháo tay thật lớn nhé. Kính thưa quý vị, và cùng đồng hành với chương trình lễ ăn hỏi của hai em ngày hôm nay, đó là sự hiện diện của các vị đại biểu, khách quý đại diện từ phía hai bên gia đình. Và bây giờ, để mở đầu cho chương trình, ban tổ chức xin phép được trân trọng giới thiệu và kính mời trở về với trung tâm sân khấu của gia đình họ nhà gái. Xin được chào đón ông trưởng đoàn đại diện từ phía gia đình họ nhà trai, chào đón ông trưởng đoàn đại diện từ phía gia đình họ nhà gái. Trân trọng kính mời hai ông chúng ta sẽ cùng trở về sân khấu ngày hôm nay để có đôi lời phát biểu ý kiến và thừa chuyện. Xin được trân trọng kính mời ạ. Xin mời quý vị một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng chào đón ạ. Và giờ phút này thì tại sân khấu của gia đình họ nhà gái chúng tôi, đó là sự hiện diện của hai bác trưởng đoàn đại diện từ phía hai bên gia đình, nhà trai và nhà gái. Và bây giờ để cùng chính thức có câu chuyện đầu tiên trong chương trình lễ ăn hỏi của hai em, thì ban tổ chức xin phép được trân trọng giới thiệu và chào đón tiếng nói phát biểu, lời tuyên truyền, lời giới thiệu của bác trưởng đoàn đại diện từ phía gia đình họ nhà trai trở về từ quê hương Giao Thủy, Nam Định. Và bác sẽ cùng phát biểu với các nội dung. Nội dung thứ nhất đó là giới thiệu về thành phần đoàn tham dự chương trình lễ ăn hỏi của gia đình họ nhà trai. Và nội dung thứ hai đó là giới thiệu về tất cả các phần sính lễ vô cùng ý nghĩa ngày hôm nay gia đình họ nhà trai đã chuẩn bị trở về với gia đình họ nhà gái. Xin phép tổ chức trọn vẹn chương trình lễ ăn hỏi. Xin được trân trọng kính mời và xin mời quý vị một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng chào đón ạ. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt đoàn đại biểu họ nhà trai từ quê hương Giao An, Giao Thủy, Nam Định gửi tới toàn thể hôn trường lời chào trân trọng nhất ạ. Kính thưa quý cụ ông, cụ bà, kính thưa các ông, các bà, bậc cha bác trong hai họ cùng toàn thể bạn bè của hai cháu Duy Quân cùng Hồng Ngân. Hôm nay trong niềm vui phấn khởi của những ngày năm cũ sắp qua, năm mới sắp tới,
Đoàn đại biểu hội nhà trai chúng tôi gồm các cụ, các ông, các bà, là bậc cha bác cùng bạn bè của cháu Duy Quân hôm nay về đây có tổ chức lễ ăn hỏi cũng như lễ cưới cho hai cháu vào ngày mai. Đoàn chúng tôi gồm có anh em cha bác, nội ngoại của hai cháu và cùng bạn bè của cháu. Và chúng tôi hôm nay về đây có sửa 7 tấm lễ cũng như phần lễ mặn để về trình và thưa với trong họ nhà gái. Kính thưa quý cụ, ông bà, cô dì, chú bác, hai nhà Trần Vinh, hai cháu yêu nhau chân tình, có tiên tổ với có mình có ta, tình yêu đâu quản gần xa. Hôm nay hai cháu một nhà mừng duyên, chúc cho dâu Thảo rể Hiền một nhà hạnh phúc bách niên xuân hồng. Hôm nay chúng tôi về đây có với các tấm lễ để cùng với họ nhà gái tính trình lên tổ đường để phù hộ cho hai cháu xây dựng hạnh phúc được may lành. Và tiếp theo thì chúng tôi sẽ nhờ ban tổ chức để cùng với giới thiệu cho hai vị đại biểu của hai mẹ sẽ nên nhận các tấm lễ tiếp theo. Kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị chúng ta đã được đón nghe với tiếng nói phát biểu, lời tư truyện, lời giới thiệu của bác trưởng đoàn đại diện từ phía gia đình họ nhà trai. Và với tình cảm đầu tiên, bác không quên gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới sự hiện diện của toàn thể các quý vị khách quý. Cảm ơn và cảm ơn rất nhiều với sự đón tiếp vô cùng nồng hậu, chu đáo của gia đình họ nhà gái với gia đình họ nhà trai. Rất kính dâng lên gia tiên, tổ đường của gia đình họ nhà gái xin phép được tổ chức trọn vẹn chương trình lễ ăn hỏi cho các con Hồng Ngân và Duy Quân tại phòng trà của gia đình họ nhà gái với sự chúc phúc của tất cả các quý vị khách quý, và xin phép được gắn kết tình cảm tình thông gia của hai bên gia đình nhà gái và nhà trai ngày hôm nay. Và xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn ạ, cũng cảm ơn tiếng nói phát biểu của bác trưởng đoàn đại diện từ phía gia đình họ nhà trai. Kính thưa quý vị, họ nhà trai cũng đã có những lời phát biểu ý kiến xin phép và thưa chuyện. Bây giờ, để cùng đáp lại với tấm tình cảm yêu thương đó, ban tổ chức xin phép được trân trọng giới thiệu và kính mời tiếng nói phát biểu đáp từ lời giới thiệu của bác trưởng đoàn đại diện từ phía gia đình họ nhà gái. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các vị khách quý cùng toàn thể quan viên hai họ, tôi xin giới thiệu, tôi tên là Hùng, là bác của cháu Hồng Ngân. Tôi có đôi lời xin phát biểu. Trước hết, tôi xin trân trọng cảm ơn sự chuẩn bị thật là chu đáo, đầy đủ, ấm áp tình cảm của họ nhà trai đã mang đến trong buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa các bồ câu, các bà cùng toàn thể các vị khách quý và quan viên hai họ, hôm nay là ngày thật trọng đại của cháu Ngân và cháu Quân. Trong buổi lễ trang trọng này, trước sự chứng kiến của quan viên hai họ cùng toàn thể bạn bè gần xa, trong giờ phút trọng đại này, tôi xin thay mặt cho họ nhà gái xin chấp nhận toàn bộ cái lễ vật của họ nhà trai đã mang đến trong buổi lễ ngày hôm nay, và xin phép được dâng lên tiên tổ, và xin phép được cho hai cháu được thắp nén hương để kính dâng lên các bậc tiền nhân. Kính thưa quý vị, lời phát biểu thì nôm na ý gọi, bác chọn từng điều, bác cố chọn từng câu. Trước cũng xin được trân trọng gửi lời cảm ơn tới sự có mặt của tất cả các quý vị khách quý. Và sau đó là cũng xin được cảm ơn họ nhà trai ngày hôm nay đã cùng trở về đây với những gương mặt thật là hạnh phúc và ý nghĩa để cùng xin phép tổ chức trọn vẹn chương trình lễ ăn hỏi cho các con, các cháu của bác. Quý vị chúng ta có mặt tại đây là để minh chứng cho tình yêu đó, và mong muốn rằng qua ngày hôm nay là ngày ăn hỏi thì ngày mai chương trình lễ khách quý sẽ được diễn ra thành công, và chương trình lễ thành hôn của các em cũng sẽ như vậy. Và để bước đệm cho một cái cuộc hôn nhân vững bền nhất thì chúng tôi rất mong tất cả các quý vị sẽ dành những tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa để cùng chúc mừng cho các em và chúc mừng cho tình cảm tình thông gia của hai bên gia đình, được không ạ? Bây giờ thì xin được trân trọng kính mời hai bác, chúng ta sẽ cùng dành cho nhau một cái bắt tay thật chặt ạ. Và mong muốn của chúng tôi đó là quý vị hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn, chúc cho tình cảm tình thông gia của hai bên gia đình mãi mãi keo sơn, đời đời bền chặt đi ạ. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn hai bác ạ. Bây giờ thì xin mời hai bác chúng ta sẽ cùng trở về với bàn tiệc trà của mình để cùng kính thưa quý vị ạ.
tất cả các phần sính lễ xinh đẹp mà gia đình họ nhà trai đã chuẩn bị rất là ý nghĩa, trở về với gia đình họ nhà gái đã có mặt tại sân khấu của gia đình. Với lời phát biểu của hai bác thì đã cùng chấp nhận với tất cả các phần sính lễ đó. Và bây giờ để cùng gửi cho tấm tình cảm của hai bên gia đình tại sân khấu này thì ban tổ chức xin phép được trân trọng giới thiệu và kính mời về phía gia đình họ nhà trai xin được chào đón ông Đinh Xuân Ngọc, bà Trịnh Thị Thắm cùng với chú rể Duy Quân sẽ cùng trở về phía sân khấu. Về phía họ nhà gái xin được chào đón ông Trần Văn Thanh, bà Phạm Thị Thủy cùng với cô dâu Hồng Ngân. Mời gia đình chúng ta sẽ cùng di chuyển về phía sân khấu ngày hôm nay cùng chính thức trao và gửi các phần sính lễ ý nghĩa. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, và bây giờ với phần sính lễ đầu tiên xin được mời gia đình chúng ta sẽ cùng trao gửi. Xin được yêu cầu với bộ phận đón dẫn lễ của hai bên gia đình giúp gia đình chúng tôi di chuyển phần sính lễ đầu tiên, đó chính là chầu cau trở về phía sân khấu. Cô đơn bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay, ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay chờ một ai đó đến bên anh lặng nghe những tâm tư nồng là tia nắng ơi. Là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua, nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ sao có em luôn bên anh trên con đường ta chung lối. Niềm hạnh phúc như trong cơn mơ chưa bao giờ anh nghĩ tới. Phút giây ta trao nhau tình yêu ấy, giờ đây là trẻ anh đường. Chỉ dù rời cưới mấy trăm mái đơn, dù giờ nhớ đang vòng xoay nghiêng sương đông mà che mưa anh, nhưng sợ tây dọa bóng mang. Giờ trời
giờ phút này thì tất cả các phần sính lễ đã được đôi bên gia đình trao và gửi tại sân khấu chính với sự chúc phúc của tất cả các quý vị khách quý. Và bây giờ thì xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đón nhận với tình cảm những lời cảm ơn chân thành nhất đến từ hai em ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng di chuyển về phía các bàn tiệc trà với lời cảm ơn tới sự hiện diện của tất cả các quý cô cụ bà, các bậc cha bác. Cùng với tất cả các anh chị và các bạn, chúng ta đã cùng trở về chung sự trọn vẹn với chương trình lễ ăn hỏi của hai em. Và bây giờ để tiếp theo với chương trình, ban tổ chức xin phép được trân trọng giới thiệu và chào đón sự hiện diện tại sân khấu của bác trưởng đoàn đại diện từ phía gia đình họ nhà trai, sẽ có đôi lời phát biểu ý kiến với tất cả các quý vị khách quý với gia đình họ nhà gái, để xin phép được bàn bạc về câu chuyện trong ngày mai chương trình lễ vui quy của các con. Xin được trân trọng kính mời ạ. Kính thưa quý cụ ông, cụ bà, các ông, các bà là bậc cha bác trong họ nhà gái. Cổ nhân thường dạy, cơ trầu nên dâu nhà người, mà cơ trầu cháu Duy Quân nhà chúng tôi hôm nay cũng thành con rể ông bà Thanh Thủy, thành cháu các cụ, các ông, các bà trong họ. Thay mặt đoàn đại biểu họ nhà trai, tôi xin phép được trao cháu Duy Quân của chúng tôi sẽ là con cháu của các cụ, các ông, các bà trong họ. Từ giờ phút này trở đi, đã rằng là nghĩa vợ chồng, dẫu cho nghiêng núi cạn sông chẳng rời. Hôm nay hai cháu đã được các cấp chính quyền địa phương làm thủ tục đăng ký kết hôn, lại được đôi bên gia đình công nhận các cháu thành vợ thành chồng. Các cháu hãy sống xứng đáng với bố mẹ ông bà để sẽ phát triển một gia đình mãi mãi bền vững. Sau cùng, tôi sẽ xin trân trọng cảm ơn của đoàn đại biểu họ nhà trai chúng tôi tới toàn thể sự đón tiếp nồng nhiệt của quý cô, quý ông bà họ nhà gái đã dành cho chúng tôi. Và lễ thành hôn của hai cháu sẽ được tiến hành vào ngày mai. Thay lời đoàn đại biểu họ nhà trai, chúng tôi xin trân trọng kính mời các cô, các ông, các bà cùng cha bác và bạn bè của cháu Hồng Ngân là ngày mai sẽ cùng với đoàn đại biểu họ nhà trai chúng tôi sẽ trở về phòng mừng của họ nhà trai để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu vào lúc 11 giờ trưa ngày mai. Cuối cùng, bác chúc hai cháu trăm năm tình viên mãn, trọn đời nghĩa phu thê. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Và kính thưa quý vị, chúng ta đã được đón nghe với tiếng nói phát biểu, lời tuyên truyền tiếp theo của bác trưởng đoàn đại diện từ phía gia đình họ nhà trai. Với tình cảm đặc biệt thân thương nhất, xin được trân trọng gửi lời cảm ơn tới sự có mặt của tất cả các quý vị. Cũng xin phép được thông báo về cái ngày giờ mà ngày mai gia đình họ nhà trai xin phép được đón cô dâu về với gia đình họ nhà trai và tổ chức trọn vẹn chương trình lễ thành hôn cho các con của mình. Và bây giờ, để cùng tiếp theo với những lời phát biểu ý nghĩa của bác trưởng đoàn đại diện từ phía gia đình họ nhà trai, thì ban tổ chức xin phép được trân trọng giới thiệu và kính mời tiếng nói phát biểu, lời đáp từ của bác trưởng đoàn đại diện từ phía gia đình họ nhà gái. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể quan viên hai họ, trước tiên tôi xin thay mặt cho họ nhà gái xin trân trọng cảm ơn tất cả các cụ, công, các bà cùng toàn thể quan viên họ nhà trai đã đến trong buổi lễ ăn hỏi ngày hôm nay. Và tiếp sau đây, tôi xin thay mặt cho họ nhà gái trân trọng kính mời tất cả các cô, công, các bà cùng toàn thể quan viên hai họ sẽ lưu lại gia đình, dùng bữa cơm với gia đình để chúng tôi có lời tri ân. Xin trân trọng cảm ơn. Giờ phút này thì chúng tôi cũng xin phép được kết lại chương trình lễ ăn hỏi cho hai em Hồng Ngân và Duy Quân ngày hôm nay tại phòng trà của gia đình họ nhà gái. Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều với tình cảm, sự có mặt của tất cả các quý vị khách quý. Chúng ta đã cùng trở về chung dự trọn vẹn chương trình lễ ăn hỏi của hai em ngày hôm nay. Với chiếc thềm năm mới thì chúng tôi những người làm chương trình xin được thay lời từ phía hai bên gia đình, đối lời từ phía hai em, kính chúc quý vị chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đón một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và tốt lành. Kính chúc cho tình cảm, tình thông gia của hai bên gia đình mãi mãi keo sơn, đời đời bền chặt. Chúc cho tình cảm của hai em trăm năm tình viên mãn.
So as long as I
Your touch is sunlight through the trees. Your kisses are the ocean breeze. Everything's alright when you're with me. Cô dì chú bác, các bạn trẻ nam nữ thanh niên đã hiện diện tại khán phòng Hoa Hạnh Phúc của gia đình họ nhà gái chúng tôi trong ngày trọng đại hôm nay ạ. Và lời đầu tiên thì cho phép Hồng Thúy thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và một lời chào trân trọng nhất. Sau vâng, kính thưa quý vị thân mến, như chúng ta đã biết thì yêu và được yêu chính là niềm hạnh phúc lớn lao, là niềm khát khao chờ đợi của cuộc sống. Và tình yêu chính là món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi con người chúng ta. Và nếu như không có tình yêu trong cuộc đời này thì chẳng khác nào trái đất không có ánh sáng mặt trời. Bởi thế tình yêu luôn là hướng đi, luôn là nguồn cội của sự sống. Và ngày hôm nay thì tình yêu đã chấp cánh cho đôi bạn trẻ của chúng ta đến với nhau một tình yêu chân thành mộc mạc nhất. Họ đến với nhau để yêu nhau, họ đến với nhau để gắn kết và họ đến với nhau để hạnh phúc trọn đời. Và trải qua những năm tháng học tập và công tác thì đôi bạn trẻ của chúng ta họ đã có một tình yêu thật là tuyệt đẹp và đã quyết định đi đến hôn nhân. Và từ tình yêu cho đến hôn nhân thì họ đã trải qua những năm tháng tìm hiểu yêu thương nhau. Và cuối cùng thì họ đã chinh phục được điểm cao nhất của tình yêu, chinh phục được tình yêu thương, sự vun đắp của ông bà, cha mẹ đối bên gia đình. Và ngày hôm nay, được sự đồng ý của chính quyền hai địa phương, sự nhất trí của đôi bên gia đình, ngày hôm nay là một ngày thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng là một trong những ngày lành tháng tốt mà đôi bên gia đình chúng tôi đã lựa chọn để tổ chức chương trình lễ vô quy chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ Hồng Ngân và Duy Quân được nên duyên may chúc, cũng như đôi bên gia đình được nên nghĩa thông gia. Và về tham dự với ngày vui ngày hạnh phúc hôm nay có sự hiện diện của các quý cụ ông, các quý cụ bà, nội ngoại gần xa, cũng như sự hiện diện của toàn thể các quý vị đại biểu khách quý. Và giờ phút này thì xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng vang lên những tràng pháo tay thật lớn để cùng nồng nhiệt chào đón. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ vâng, và kính thưa quý vị, và trong khoảnh khắc yêu thương này thì với tất cả sự hiện diện của toàn thể quý vị có mặt trong chương trình ngày hôm nay thì những người thực hiện chương trình chúng tôi xin phép được tuyên bố chương trình đại lễ vô quy chúc mừng hạnh phúc cho Hồng Ngân và Duy Quân chính thức xin phép được bắt đầu. Dạ vâng, và kính thưa quý vị, và theo đúng như lời đầu hẹn ước của ngày lễ em hỏi đã được diễn ra vào ngày hôm qua thì ngày hôm nay đây, phái đoàn đại biểu của gia đình họ nhà trai lại một lần nữa trở về với tư gia của gia đình họ nhà gái chúng tôi để long trọng tổ chức buổi lễ vô quy chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Và sau khi chương trình lễ vô quy được diễn ra tại tư gia của gia đình họ nhà gái thì đoàn đại biểu của gia đình họ nhà trai sẽ chính thức xin phép với quan viên họ nhà gái được đón cô dâu xinh đẹp Hồng Ngân trở về với gia đình để tổ chức buổi lễ thành hôn. Và có lẽ rằng là giờ phút này đây thì để mở đầu cho những nghi lễ trang trọng nhất của ngày hôm nay xin được trân trọng kính mời một vị trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà trai sẽ lấy đôi lời phát biểu và ý kiến xin dâu gửi tới toàn thể quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ạ. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt đoàn đại biểu họ nhà trai xin gửi tới quý cụ, quý ông bà cùng toàn thể hội hôn một lời chào kính trọng nhất. Kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà, quan viên của hai họ, cuộc đời chọn được năm, năm chọn được tháng, tháng chọn được ngày, ngày chọn được giờ. Hôm nay giờ đẹp ngày lành của hai cháu Duy Quân và Hồng Ngân đã tới. Đoàn đại biểu họ nhà trai chúng tôi từ quê hương Giao An, Giao Thủy về đây có cơ trầu trước là để kính trình lên tiên tổ, gia tiên tiền tổ của họ nhà chúng ta. Và sau nữa là trình với trong họ để chúng tôi xin phép được đón cháu Hồng Ngân về dự lễ thành hôn tại quê hương Giao An nhà chúng tôi. Thay lời đoàn đại biểu họ nhà trai, tôi xin trân trọng kính mời quý cô, quý ông bà là bậc cha bác cùng toàn thể bạn bè của cháu Hồng Ngân cùng với đoàn đại biểu họ nhà trai chúng tôi sẽ đón cháu về phòng mừng của gia đình họ nhà trai để tổ chức thành hôn cho hai cháu được trọn vẹn. Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn và xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các bà, các vị khách quý cùng toàn thể quân viên đại họa. Gia đình chúng tôi rất vui mừng được tiếp đón các vị
đại diện cho họ nhà trai. Và tiếp theo lời của ông đại diện họ nhà trai, tôi xin thay mặt cho họ nhà gái xin chào cháu Hồng Ngân về làm dâu quan trong gia đình. Các cụ quan viên họ nhà trai rất mong rằng các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quan viên họ nhà trai tạo mọi điều kiện giúp đỡ để cho cháu Hồng Ngân được phát triển và hoàn thiện mình hơn. Trước khi dừng lời, tôi xin kính chúc toàn thể các quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Hai người mẹ thân sinh ra cô dâu và chú rể sẽ cùng trở lên sân khấu để cùng thực hiện nghi thức trao và nhận xính lễ cây trầu xin đón dâu. Xin được trân trọng kính mời ạ. Pick up the phone. I don't know what I'm gonna say, but I called you anyway. The leaves are starting to fall. Been thinking about you every day. Wonder if you feel the same. 'Cause I've never felt like this before. The way you keep me wanting more. I'm so tired of this, thinking that, oh my God, I can't. 'Cause I don't know, how could you be so perfect? And why do I feel so nervous? The moment's gonna pass tonight and I gotta take a chance. 'Cause all I know is, how could you be so perfect? Whatever it takes, you're worth it. The moon is starting to rise, like it was the night we met. Something that I can't forget. The stars, the look in your eyes. Before you, nothing else was real. Now I gotta tell you how I feel. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi
dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Trong tay những yêu thương nồng say khi bên nhau, làm sao giữ phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng lời hát xin cảm ơn tình yêu, và cho chúng ta một đêm phút giây còn mơ. Tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên em.
vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì? Hôn em đi anh còn chờ gì? Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mai về sau, bên nhau đến khi bạc đầu. Mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có trong ơi em đây, chẳng chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay mình cưới nhau. Lời tiên xin được hân hoan lòng như chào đón tới quý đoàn của gia đình họ nhà gái. Hân hoan, long trọng, giờ này quý vị, quý bạn đã trở về với trung tâm của gia đình nhà trai tôi trong buổi trưa hôm nay. Và rồi quý vị, quý bạn đã chia tay với cánh cổng vô quy của trung tâm phòng mừng của gia đình nhà gái, nơi quê nhà huyện Mỹ Lộc. Để rồi qua một lộ trình đường dài 70 km trở về với quê hương ven biển, quê hương xã Giao An, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định trong buổi trưa hôm nay. Hai bên gia đình đã tát hợp cho mối tình nhân duyên của hai em tôi. Nên duyên mai trước, nên duyên chồng vợ bắt đầu từ buổi trưa ngày hôm nay. Trang rể Duy Quân, em tôi sánh duyên với nàng dâu xinh Hồng Ngân. Kính thưa quý vị, thưa các chị và các thân mến, trong văn hóa tiệc cưới của con người Việt Nam nói chung và quê hương Mỹ Lộc, quê hương Giao An được nói riêng, tất cả chàng trai cô gái khi đến độ tuổi đôi mươi dựng vợ gả chồng, người ta thường lấy cơ chầu luôn luôn làm đầu câu chuyện. Miếng chầu lên nghĩa phu thê, mẹ cha gia đình em về với anh, có chầu không thể thiếu câu cho môi em thắm, cho lòng anh say, cho tình yêu đẹp hôm nay sắc hoa ngày cưới hay em hẹn ngày kết duyên. Và ngày kết duyên của hai em trong buổi sáng ngày hôm nay thì mẹ của chú rể đã sửa soạn tấm lễ cơ chầu xin dâu, giờ này đã đón cô dâu hiền đến thương trở về với trung tâm phòng mừng của gia đình nhà trai chúng tôi. Kính thưa quý vị và tất cả quý vị đã thấy rằng dì Thảo cùng với dâu hiền hai em vừa vào làm lễ gia tiên trong nhà, một là hai em cúi đầu chào hỏi mẹ cha, hai là ghi nhớ ông bà tổ tiên. Hôm nay thêm một thành viên thắp hương tính chuyện nên duyên vợ chồng, để cho nghĩa nặng tình nồng, để cho dâu rể tư hồng thành đôi. Nhìn lễ gia tiên là một cử chỉ cao đẹp của con người Việt Nam, dù đi xa về gần, dù có công to việc lớn, người ta thường thắp hương để tưởng nhớ tới các bậc tiền nhân tiên tổ đi trước, để góp phần có sự thành công cho con cháu của ngày hạnh phúc như ngày hôm nay. Và giờ này thì dì Thảo cùng với dâu hiền hai em tay trong tay, bước chung bước vai sánh vai trở về với vị trí bàn trà, mang đầy cuốn sách tình yêu ngày cưới, chiếc bảng số 1 danh dự tình yêu hai em trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa quý vị, và hai em sinh ra hai miền quê hương nhau dấu, từ còn nhỏ sống trong vòng tay yêu thương của ông bà cha mẹ hai bên gia đình. Thế rồi đến khi khôn lớn trưởng thành, trên bước đường học tập lao động công tác, hai em họ đã gặp nhau quen nhau, trước là tình bạn trong trắng nhánh pha lê, sau là tình yêu chung thủy. Và hai em đã cầm tay nhau thề non hẹn biển về thưa với hai bên gia đình. Và được hai bên gia đình, cha mẹ, hai đứa bậc bề trên đại diện hai bên gia đình đã đồng lòng nhất trí vun đắp cho mối tình của các con, các cháu. Mà ngày vui hạnh phúc của hai em tôi hôm nay là ngày vui hạnh phúc của hai em tôi hôm nay ngày 31 tháng 12 năm 2023, tức ngày 18 tháng 11 năm Quý Mão, để rồi các đấng bậc bề trên mới có dịp ngồi gần lại bên nhau và cùng nhau vun đắp cho tình yêu của các con các cháu. Nên duyên mai trúc, nên duyên vợ chồng bắt đầu từ buổi trưa hôm nay và trở về với phòng mừng của gia đình họ nhà trai. Như tôi trân trọng cảm ơn tới toàn thể quý vị hiện diện trung tâm phòng mừng của gia đình là để tôn vinh và chúc phúc cho tình yêu đẹp của hai em. Nên duyên cảm giác hợp duyên hài, hai bên gia đình đồng lòng nhất trí kết tình yêu ra, đó chính là tạo hóa xoay vần tất niên của cuộc đời trong kiếp nhân sinh. Quý thưa quý vị, và ngay sau đây thì cho phép chủ hôn quang hợp xin phép bác trưởng đoàn nhà trai, xin phép bác trưởng đoàn nhà gái và xin phép tất cả quý vị được trân trọng công bố chương trình tổ chức lễ thành hôn. Trang dây Thảo Duy Quân sánh duyên với cô dâu hiền mến thương Hồng Ngân, tới giờ này xin phép được bắt đầu. Xin mời quý vị sẽ chào bắt tay.
mà bây giờ mà tôi thật lớn và quý vị cuối sự đông đủ thiên diện của tất cả quý vị hai bên gia đình quan viên anh họ các anh chị bạn thân em cùng hòa chung với những quả bóng cưới rất rực rỡ trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành một tràng pháo tay thay cho tràng pháo cưới để chúc phúc cho tình yêu của hai em đến hai em tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Và đầu tiên không biết gì hơn hết, xin được chuyển lời của gia đình Tư Gia Họ Nhà Trai đến lời cho chàng giải thảo nàng Xuân Hiền Mỹ Thương. Lời tiên xin được trọng kính tới các bậc cao niên trưởng sinh thượng thọ, xin được kính chúc các quý của ông quý của bà bách niên dài não, xin được chúc các bậc cha chú bác cô dì cậu mợ quan viên hai họ một lời chúc dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Để rồi anh em bạn nhạc chúng tôi xin được chúc riêng cho những chàng trai cô gái truy yêu đã yêu đang yêu hạnh phúc trong vương quốc của tình yêu, và không quên chúc cho hai bên gia đình mối tình đậm thắm, mối tình đoàn kết, mối tình thông gia, và xin được chúc cho hai em đã yêu nhau rồi thì yêu nhau mãi mãi, hạnh phúc rồi hạnh phúc đến dài lâu. Anh xin chúc hai em trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Và để mở đầu chương trình trăm văn nghệ mừng hạnh phúc chúc tương lai đẹp cho hai em ở tại trung tâm của gia đình nhà trai, thì ngay sau đây ban tổ chức tìm một giọng ca rất tuyệt vời, đó là giọng ca thân thương người nhà, đó là giọng ca của chú Toán. À vâng, xin trọng kính mời chú Toán sẽ trở lên sân khấu của gia đình để có được ca hát một chút cho cháu. Xin mời quý vị chào tay rất nồng nhiệt. Lòng đi theo về quê anh, một hồ lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái hương, thuyền ai qua sông nụ cười mênh mông. Bằng lòng đi em anh đón qua bạc đầu, bạc bạc lòng bên mây dưới mái tranh nghèo, về đây người quê chỉ có tâm lòng có tiếng xuân mà đã yêu nhau. Các bác, các cô, các chú đến mừng hạnh phúc cho hai cháu nửa mừng nửa lo. Tưởng rằng là hôm nay trời sẽ đổ mưa, nhưng có lẽ rằng những cơn mưa ấy được thiên đình đã kính chuyển về Quảng Đông Trung Quốc. Giá lại với quý mẹ một buổi trưa giao ăn thật là tuyệt vời với hương sắc tình yêu của hai em trong ngày cưới. Và xin cảm ơn chú Toán rất là nhiều, và xin được chúc cho gia đình chú luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Và kính thưa quý vị, yêu nhau thì mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Yêu nhau thì chẳng ngại gì, giống trong du lịch cũng kê cho vừa. Nhờ ai dắt mối đưa hồng, cho thuyền cập bến, cho anh quên làng. Trăm năm trăm nỗi hẹn hò, cây đa bên nước con đỏ nên duyên. Chữ tình chung với chữ duyên, hai ta nên nghĩa vợ chồng từ đây. Vợ chồng thì như đúa có đôi, cùng chung một chiếu, cùng ngồi một mâm. Đồng lòng tắt gạn biển năm, tình chồng nghĩa vợ như sông Hồng Hà. Đắp xây chung một mái nhà, rồi hai em hạnh phúc sẽ bắt đầu từ trưa ngày hôm nay. Và giờ này thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái tặng cho ban cha trở lên sân khấu có đôi lời phát biểu, đôi lời gửi dâu trân trọng và kính mời. Kính thưa các cô, công, các bà, các vị khách quý cùng toàn thể quan viên hai họ, tôi xin giới thiệu, tên là Hùng, là bác của cháu Ngân. Tôi xin thay mặt cho họ nhà gái có đôi lời phát biểu. Trước tiên tôi xin trân trọng cảm ơn sự đón tiếp thật là nhiệt tình, chú đáo và nồng ấm của họ nhà trai đối với họ nhà gái chúng tôi. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, được sự đồng ý của các cấp chính quyền về địa phương, ngày hôm nay hai bên gia đình chúng tôi tổ chức thành hôn hai cháu Ngân và Quang.
trước sự chứng kiến của toàn thể quan viên hai họa. Họ nhà gái chúng tôi hôm nay cho cháu Ngân về làm dâu quan. Các cụ, các ông, các bà trong họ nhà trai chúng tôi cũng rất mong rằng sau này cháu sẽ được sự quan tâm và giúp đỡ và tạo điều kiện của các cụ, các ông, các bà để cho cháu Ngân được hoàn thiện mình hơn và ngày một phát triển. Trước khi dừng lời, tôi xin kính chúc toàn thể hội hôn thật nhiều sức khỏe, chúc cho đôi bạn trẻ ngày càng hạnh phúc, chúc cho đôi gia đình thông gia ngày càng thắm thiết. Kính thưa quý cụ, ông bà, cô dì, chú bác hai nhà chúng ta, tình yêu đâu quản gần xa, hôm nay hai cháu một nhà mừng duyên, chúc cho dâu thảo rể hiền một nhà hạnh phúc bách niên xuân hồng. Kính thưa quý cụ ông, quý cụ bà là bậc cha bác của hai nhà bốn họ, thưa toàn thể hội hôn, trải qua quá trình cùng học tập cùng công tác, từ tình yêu, từ tình bạn bè tình thân tiến tới tình yêu đôi lứa, hôm nay đây hai cháu đã chính thức lên duyên chồng vợ tại phòng mừng của họ nhà trai. Họ nhà trai chúng tôi được đón mời quý cụ, quý ông bà, quan viên của hai nhà bốn họ cùng toàn thể bạn bè gần xa của hai cháu Duy Quân, Hồng Ngân về đây dự lễ thành hôn của hai cháu và cùng chúc phúc cho hai cháu được trăm năm tình viên mãn, trọn đời nghĩa phu thê. Thưa hội hôn, thay mặt họ nhà trai, tôi được chân thành cảm ơn tới quý cụ, quý ông bà là bậc cha bác, quan viên của hai nhà bốn họ cùng toàn thể bạn bè của hai cháu Duy Quân và Hồng Ngân, đặc biệt là quý cụ ông cụ bà họ nhà gái từ quê hương Mỹ Thành, Mỹ Lộc, Nam Định đã không quản đường xá xa xôi, bớt chút thời giờ vàng ngọc để về đây cùng chung vui buổi lễ thành hôn của hai cháu chúng tôi. Thay mặt họ nhà trai, tôi xin cùng ông bà Ngọc Thắm, tôi xin được tiếp nhận cháu dâu Hồng Ngân từ nay trở đi chính thức là con cháu của họ nhà trai chúng tôi kể từ ngày hôm nay. Hai cháu hôm nay đã đẹp bề gia thất, hai cháu hãy noi gương cha ông xây dựng gia đình nhỏ bé của mình ngày càng hạnh phúc phát triển và thịnh vượng hơn cha ông của mình. Trước khi ngừng lời, thay mặt đoàn đại biểu họ nhà trai, tôi xin gửi lời kính chúc năm mới, năm Quý Mão sắp qua, năm Giáp Thìn đã tới, xin gửi lời kính chúc tới quý cụ, quý ông bà, quan viên hai nhà bốn họ đón một mùa xuân mới luôn luôn có một sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Bác chúc hai cháu, chúc hai cháu xây hạnh phúc trăm năm, luôn vui khỏe và sánh vai bước tới, nhường nhịn nhau cùng lo toan sớm tối, để cuộc đời thanh thản những niềm vui. Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Vâng, rất tuyệt vời, thắm đường tình duyên quê trong buổi chiều hôm nay. Xin cảm ơn vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai rất là nhiều. Kính thưa quý vị, sáng nay thì anh em lo đài chúng tôi đến đây rất sớm, đến từ lúc 5 giờ sáng để mở lo đài và thông báo tất cả quý vị nên đường đón cô dâu. Nhưng có lẽ rằng sự hiện diện đầu tiên đó chính là bác trưởng đoàn đã không còn ngại đường xá xa xôi, đường xa và dặm cổng hưởng chút xe lạnh của những ngày đầu đông. Với tất cả vì tình thương con, tình mến cháu gác lại công việc riêng tư ngày mùa cũng như công việc riêng tư của người thường. Vâng, kính thưa quý vị, và xin cảm ơn ông rất là nhiều, ông đã gửi tới lời chào, lời kính chúc, lời tiếp nhận, lời chúc phúc và lời chúc cho tình yêu của hai cháu trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê, không thừa, không thiếu, không dư câu nào. Xin cảm ơn ông rất là nhiều và xin được kính chúc cho ông cùng với các vị đại biểu đại diện gia đình nhà trai một sức khỏe gia hòa và thịnh hưng, phúc đầy nhà, năm thêm giàu có, đức ngập tràn, ngày một vinh hoa. Kính thưa quý vị, như vậy là từ nay hai bên gia đình đã chính thức tiếp tình thông gia. Chúc cho hai họ đậm đà tình thân, bền duyên kết nghĩa trăm năm, dâu hiền duyệt thảo đẹp lòng mẹ cha. Xin được chúc tình thông gia hai nhà như một, trách nhiệm đôi bên san sẻ ra. Chúc cho tình cảm hai nhà keo sơn gắn bó mượt mà bền lâu. Dạ vâng, kính thưa quý vị, và con cháu có hạnh phúc thì hai bên gia đình hai họ mới rạng ngời vinh danh.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, có lẽ rằng là trong chương trình ngày cưới còn rất là nhiều những ca sĩ đã đăng ký chương trình ca sĩ cùng hát ca để chúc mừng ngày cưới cho hai em. Nhưng kính thưa quý vị, có lẽ rằng ban tổ chức muốn nói là một điều rằng đồng hồ đã điểm đến anh hết giờ, đặc biệt là con gà cũng tắc lá chanh, đồng hồ đã điểm tới anh hết giờ, cho nên chính vì vậy ban tổ chức xin đề nghị làm những nghi thức chính ngày cưới cho hai em trong buổi chiều nay. Mong rằng các ca sĩ đấy thông cảm và chúc phúc cho hai em trong buổi chiều nay. Và trước khi làm nghi chính thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời hai em sẽ đồng hành đứng dậy. Và xin mời đại diện cho gia đình họ nhà trai trân trọng kính mời bố Đinh Xuân Ngọc, mẹ Trịnh Thị Thắm. Và xin mời đại diện gia đình nhà gái bố Trần Văn Thanh, có lẽ rằng cha đưa mẹ đón. Xin mời một bác đại diện cho mẹ của cô dâu sẽ cùng với bố cô dâu lên sân khấu. Trân trọng kính mời. Không ra vâng, và xin chuyển lời của hai đứa bậc phụ gia. Trân trọng cảm ơn tới sự hiện diện của các cụ, ông, các bà, các bác, cô, chú, các anh chị và các em. Cũng như xin cảm ơn các thầy cô giáo nơi mẹ của chú rể công tác, đặc biệt là đến từ công đoàn trường mầm non xã Giao An, và cũng có cả hiệu trưởng và phó hiệu trưởng đã dành lại tình cảm thời gian đẹp nhất cùng với các thầy cô trở về nơi đây để tôn vinh và chúc phúc tình yêu đẹp của hai cháu, hai em, hai con nên duyên cảm sắc ở duyên hài. Xin cảm ơn tất cả quý vị, chúc quý vị nhìn sự nghi ý và sự nghi mơ chịu sự bất ngờ và tỉnh đầu hoàng hôn sẽ đưa về bến và đưa em về bến quê hương Giao An. Xin mời quý vị sẽ chào tay thân đồng nhiên. Anh mong rằng hàng ngày em luôn lái tàu luôn vững chắc, nhưng có lẽ rằng là chuyến tàu hoàng hôn thì không bao giờ bỏ qua được, và luôn luôn sát cánh bên em cùng nhau đi đến hết một cuộc đời này, và cùng nhau thề non đèn biển sắc son chặng đời thủy chung. Khi tôi về thì trái tim bỗng thấy bơ vơ, nhìn đứa này ấy ước mơ một ngày em chẳng thấy anh hay từ chiều có nhấn tay say nghìn lồng, và đọc nhấn này thì chú rể không phải mua ở hàng đào, mà nhấn này cũng không phải là nhấn của kỳ mà chú rể đã mua của trên nhà nhã tư Giao An. Ôi, xin mời quý vị chào mừng anh rất nồng nhiệt. Cặp nhân cưới này là thề non đàn biển sắc son bên nhau trọn đời. Và cách đây 300 năm về trước trên quỷ trên công nguyên, có vị vô già thường nói rằng trong một vô trọng đại chú rể và trao nhận cưới cho cô dâu, hôn vào má cô dâu thì sẽ là 5 gái và 5 trai, hôn vào trán cô dâu thì sẽ là 5 trai và 5 gái, hôn vào môi cô dâu thì 1 nam cưới tử 1 nữ đoan trang. Chú rể tôi xin mời chú rể và cô dâu sẽ hướng vào nhau trao cho mình một nụ hôn đẹp nhất để một nam cưới tử một nữ đoan trang. Đấy là anh nói thế thôi, nhà nhà của em, vợ vợ em hôn đâu tùy em, và anh là anh chúc phúc cho hai em muốn một nụ hôn để một nam cưới tử một nữ đoan trang. Vâng, xin mời cô dâu sẽ đặt lên tay bờ vai chú rể, đặt tay bờ vai chú rể là một bờ vai vững chắc sẽ đưa em đi hết cuộc đời này, và chú rể sẽ đặt vào bờ em thon thả. Vâng, xin mời tất cả quý vị cùng đồng hành với em MC hướng về sân khấu cùng với hai đêm cha mẹ chúc phúc cho hai con. Anh sẽ đến nhìn cùng nối cho hai em từ 1 đến 3, thì xin mời chú rể cô dâu trao cho mình nụ hôn đẹp nhất. 1, 2, kính thưa quý vị, ăn trầu là phải có môi, đặc biệt là đàn ông thích nhất là hôn môi đàn bà. 3, xin mời chú rể, chú quý vị chào mừng anh rất đồng nhiệt. Vâng, rất là đẹp trong buổi trưa ngày hôm nay, để rồi sắp hôn giấy trưa nay đã rơi đầy trước cửa, lối nhỏ đời yêu em bước vào đời. Anh xin chúc hai em trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nhất phu thê. Vâng, xin mời hai em hướng sang mặt máy. Ba, xin mời quý vị sẽ chào mừng tay thật nồng nhiệt. Dạ vâng, vâng, kính thưa quý vị, để rồi bánh này là bánh phu thê, món quà hạnh phúc ngày về bên nhau, từ đây đến nghĩa chầu cau đắp xây hạnh phúc bền lâu một đời. Tay bưng chén muối nghĩa gừng, gừng cay mới mặn xin đừng quên nhau. Bánh này bánh yêu bánh tình, bánh này sẽ được cắt ra sáng như trăng sáng giữa ta với mình. Dạ vâng, kính thưa quý vị, và tâm này luôn tượng trưng cho một mái ấm gia đình, để rồi hai em cùng nhau hòa chan với những nhịp điệu của tình yêu, sắc màu của tình yêu luôn lung linh huyền ảo trong buổi trưa nay, cùng hòa chung với làn khói sương mong manh tuyết trời se se lạnh để chúc phúc cho tình yêu của hai em luôn đến bờ hạnh phúc, gả chồng cho các con mới cảm thấy rằng công ơn của cha mẹ rất là biển trời. Vâng, xin mời chú rể cô trai thứ hai. Kính thưa quý vị, em như những giọt rượu hồng dịu dàng ấm áp mặn lòng bên anh, em như tháp rượu long lanh như làn gió mát trăng thanh quê mình. Thương em rồi thì anh nguyện chung tình, yêu em anh nguyện hết mình thủy chung. Vâng, xin mời bác hoặc cô kính đại diện cho mẹ cô dâu. Vâng, cô dâu mời mẹ chú rể đi ạ. Chú rể đưa cho cô dâu, và hai em đứng sang một bên, bởi vì đây là ly rượu báo hiếu và ly rượu cảm ơn đấng quảng sinh thành, thì hai em sẽ uống sau. Vâng, ban tổ chức xin mời hai em đứng sang bên. Ban tổ chức sẽ đếm từ 1 đến 3, thì hai đứa bậc thông gia sẽ nhấc môi để chúc phúc cho hai con. 1, 2, 3. Vâng, xin mời hai đứa bậc thông gia chạm môi. Vâng, xin mời quý vị sẽ chào tay thật đông nhiệt đi ạ. Vâng, xin cảm ơn hai bên cha mẹ rất nhiều, rất đẹp, rất tình cảm. Vâng, xin cảm ơn hai bên cha mẹ, và xin được chúc cho hai bên cha mẹ luôn luôn và sức khỏe. Vâng, xin mời hai đứa bậc thông gia bắt tay xin chào với tình thông gia, xin mời hai người bố, và xin mời hai người bắt tay xin chào thông gia. Vâng, xin mời tất cả hai đứa bậc thông gia trở về vị trí bàn trà để trân trọng mời đón tiếp khách gần xa.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, trong ngày vui hạnh phúc của hai em, về dự ngày cưới của hai em trong buổi trưa nay, xin mời hai em nắm lại sân khấu để đón nhận những món quà tặng phẩm. Bà ơi, bà như gốc rễ cây đề cây đa, ông như tùng bách sơn khê, ông đã xây dựng bể hề tư gia. Một ngày cưới ông bà tặng quà, kèm lời nhắn nhủ cháu con giữ hiền. Tuổi già đâu có cần tiền, chỉ mong con cháu thảo hiền sớm hôm. Chúc ông bà nội của chúng ta luôn bách niên dai não, quây quần cùng các con các cháu khi tết đầy nước xuân về. Là bố mẹ thân sinh là chú rể. Và sắc tác phẩm của bố mẹ chú rể là tác phẩm của anh chị Khoa Hiền. Sau anh chị Khoa Hiền là hai bác Thành Ti. Hai bác Thành Ti sau hai bác Thành Ti là hai bác Trinh Thành. Sau bác Trinh Thành là cô chú Thủy Lực. Ban tổ chức tôi xin được nhà ý á. Vâng, xin cảm ơn ông bà ngoại rất nhiều. Chào mừng quý vị dành cho ông bà ngoại một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Vâng, xin cảm ơn ông bà ngoại rất nhiều và chúc cho ông bà ngoại luôn đa tài, đa lộc, đa phú quý. Cùng với quần khi Tết đến xuân về, cùng với các con các cháu đón một mùa xuân sum vầy, một mùa xuân hạnh phúc, một mùa xuân đoàn viên. Cho con trẻ những ngày dài hạnh phúc, dập mồ hôi tình cha mãi muôn thuở, nghĩa sinh thành vương vấn cả trăm năm, bên đời con trao một bóng âm thầm tấm lòng. Cảm ơn bố mẹ rất nhiều, chúc cho bố mẹ yêu của chú rể luôn có một sức khỏe viên mãn để quây quần cùng các con các cháu khi Tết đến xuân về. Vâng, và tác phẩm tiếp theo là của anh chị Khoa Hiền, và xin mời quý vị dành cho cháu nhỏ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Cảm ơn cháu yêu và xin được chúc cháu luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Sau tác phẩm của anh chị Khoa Hiền, tác phẩm tiếp theo là của hai bác Thành Ti. Vâng, xin được trân trọng kính mời gia đình bác Thành Ti ạ. Cảm ơn gia đình bác rất nhiều. Chúc cho gia đình bác luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, làm bác thành đạt trong cuộc sống hôm nay, ngày mai và mãi mãi trong tương lai. Hai cháu xin cảm ơn bác rất nhiều. Bác Trinh Thanh thì bác đã luôn xin được nhai ý tác phẩm tiếp theo là của cô chú Thủy Lực. Sau cô chú Thủy Lực, đại diện bên ngoài, xin cảm ơn gia đình bác Thắng Dự rất là nhiều. Xin được chúc cho gia đình bác Thắng Dự luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc. Vâng, xin mời quý vị dành cho gia đình cô chú Thủy Lực một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Vâng, xin được tiếp theo là trân trọng kính mời gia đình thầy Thắng ạ. Xin cảm ơn hai bác rất nhiều. Chúc cho gia đình thầy luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Sau gia đình của thầy Giáo Thắng thì ban tổ chức tôi xin được trân trọng kính mời cậu mợ Thái Hà. Vâng, xin được trân trọng kính mời cậu mợ Thái Hà. Sau tặng phẩm của cậu mợ Thái Hà là tặng phẩm của hai em Huy Diễm. Sau hai em Huy Diễm là hai em Hằng Đào. Sau hai em Hằng Đào là hai chị Hồ Điệp. Vâng, ban tổ chức xin được trân trọng nhà ý ạ. Vâng, tập phẩm tiếp theo là phẩm của hai em Huy Diễm ạ. Trân trọng kính mời. Rất nhiều chúc cho hai em luôn hạnh phúc, đoàn viên. Sau tập phẩm của hai em Huy Diễm thì ban tổ chức tôi xin được trân trọng kính mời tập phẩm của gia đình em Hàn Đạo. Cho gia đình em luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc. Và sau tập phẩm này thì xin được trọng kính mời tập phẩm của anh chị Hồng Điệp. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Sau tác phẩm của anh chị Điệp thì ban tổ chức tôi xin được trân trọng kính mời anh là con của gia đình thầy Giáo Thắng. Vâng, xin được trân trọng kính mời anh, xin được nhà ý tới anh ạ. Hạnh phúc trong công việc hôm nay, ngày mai và mãi mãi cho tương lai. Xin mời quý vị dành chàng trai hào hoa đa tài đẹp trai một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Và sau tác phẩm này thì ban tổ chức xin mời tác phẩm của hai em của cô giáo Sáu cũng đã trở về với phòng mừng. Tất cả là vì chúc phúc cho tình yêu của các con các cháu. Vâng, công tác với mẹ của chú rể, đồng hành là hiệu trưởng. Ngay sau đây ban tổ chức xin mời cô giáo Sáu. Hiệu trưởng là cô giáo Sáu. Chúc mừng quý vị dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Chúc cho các thầy cô luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Và cùng với tất cả anh em trong nhà máy, bạn bè của chú rể, nơi chú rể công tác. Vâng, ở đây là một anh đại diện cho toàn thể công ty cũng như toàn thể nhà máy nơi chú rể công tác. Và xin mời quý vị dành tràng pháo tay thật nồng nhiệt ạ. Vâng, xin cảm ơn tất cả các đồng nghiệp cũng như cảm ơn công ty nơi chú rể công tác. Chúc cho công ty ta luôn luôn thăng tiến, mạnh đại gia đình. Vâng, xin mời bố mẹ và anh chị em của chú rể sẽ ra sân khấu ạ. Kính thưa quý vị, có lẽ rằng vào giờ này thì đồng hồ của ban tổ chức đã điểm giờ. Và chính vì vậy xin phép tất cả quý vị cho anh chị em ban thân tình của gia đình sẽ ra tại phòng bồng kính chuyển phần nước thuốc sang một bên và cùng liên hệ bác trưởng ban hậu cần kính chuyển phòng thân mật.